mọi việc xin cô Tám bỏ qua hết. Dạ. Cô Tám thử, cô Tám qua nhà tôi lần nữa đi. Thử qua rồi nhà cô Tám thử nói những lời mà cô Tám đã từng nói với tôi mấy lần trước. Quá dễ, có gì đâu anh. Còn cái anh sao vậy? Kỳ quá, đi lớn rồi làm. Dạ dễ lắm hả? Dễ lắm hả? Dạ. Vậy cô Tám nói nè cô Tám. Dạ nhưng mà em là như nước đài trong người anh nó hơi yếu à. Vậy mà yếu sao? Yếu à, thấy vậy chứ muốn bệnh lắm á. Thành ra sợ. Sợ qua bển rồi cái không có đủ sức để nghe anh chửi. Không có đâu. Tôi thề trước bàn thờ tổ tiên này, sao bảnh này mà còn dám nói một chửi một lời nữa đây. Thôi 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 thôi. Anh nói vậy là tôi em rời khỏi tệ tốt vậy đó. Anh đứa là phải chắc lời nha chứ. Dạ thưa chắc. Rồi như vậy thì ngày mai em sẽ dắt thằng Lượng qua bên nhà anh. Dạ dạ. Trong lúc đi đó em sẽ đi ngang qua chợ. Dạ. Một cái em ghé vô chợ em mua một cặp vịt nè, một cặp rượu nè, một cặp trà nè, đem qua bên anh. Mua một cặp rượu, một cặp trà đó, một cặp vịt. Dạ, chứ, dạ. Rồi cái anh mời bà con thân tộc một vài người tới thôi. Một vài người. Rồi cho tụi nó lại anh cái gì đó mà lễ là xong. Nghĩa là ý cô muốn nói là bày ra một cái mâm. Dạ. Mâm tiệc. Dạ. Rồi mời vài người thôi. Vài người thôi. Để mà để cho hai bên gặp gỡ với nhau. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em đã nói với anh là mình làm đơn sơ mà anh bày vẽ như tôi mà ngồi có lợi gì đó. Anh thấy em nói gì có đúng là đặt không? Ủa sao kỳ vậy cả? Cô Tám à? Dạ. Nếu mà đơn sơ như vậy à, tôi sợ thì ta sẽ kẹp ra. Bà con người ta sẽ nói đủ thứ. Như vậy là mất mặt với hai nhà. Dạ. Anh sợ họ sẽ đồn thay những gì mà anh quán biết. Có đồn đại gì anh nói dạ thưa. Sao? Tôi sợ người và ta sẽ đồn đại rằng dạ. Người ta nói rằng cái đám cưới này nè chỉ là một cái đám phô phạt mà thôi. Vậy à? Chú phạt thì cứ nói chú phạt có gì đâu mà cỡ ngại biết mà. Ê tôi nhịn nhiều thôi, rồi thôi, nha. Thôi, 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 thôi. Tôi nhịn nhiều nhịn rồi. Cái gì? Thôi thôi. Em nói anh nghe, ảnh nói đúng đó, tụi nó lỡ vậy rồi và anh có làm cho lớn cách mấy thì nó cũng vậy thôi ha. Tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi chấp nhận tôi chịu nhục. Ừ. Đây nè, bây giờ tôi nói thẳng ra nè. Nói đi. Tôi nói thẳng. Dạ sao? Cô Tám. Dạ. Dạ sao? Thằng cha Năm Cự nè. Năm Cự. Thằng con đẹp trai lắm. Vậy à, biết biết. Nha. Mà dạ? Làm như cái gia đình này có bùa hay sao? Hả? Có bùa. Cái thằng này đi tới đâu là gieo giống tới đó. Trời đất. Nó mà nói chuyện với ai nó nhìn nó chỉ làm vậy nè. Đâu không? Là người đó có bầu. Phải không? Con có nói chuyện với nó chưa? Rồi đó, nó cũng nháy lia nháy lịa vậy đó. Rồi có bầu rồi. Bị anh trời ơi. Dạ cả rồi bầu bị gì anh cũng hả? Không có đâu. Đây này gia đình tôi bị nè. Bị rồi. Con é nhà tôi bị nè. Bị hả? Bị nó là nháy nháy như sao mà bây giờ nhỏ có bầu. Trời ơi bị thầm hơi con chết rồi. Đó. Trời đất ơi. Còn con nhảy là con nhảy nhà tôi rất đàng hoàng. Đàng hoàng. Con nhảy nhà. Nói nữa đây, cái chuyện của người ta thì sáng, còn cái chuyện mình thì quan, không có biết gì. Cứ ào ào cái miệng lên, nói chỉ uổng công thôi, có khác nào nước đổ lá môn. Tôi nhịn nhiều rồi, đừng có nói nữa nha. Anh không nhịn thì anh làm gì tôi. Tôi đừng thấy nhịn rồi làm tới à. Thằng này còn dĩ chút tình à. Không đỡ cả anh Tàu đâu má. Thứ không biết điều. Ai ai không biết điều anh chỉ tôi coi. Thấy rồi. Chỉ tôi hay sao? Ai nói lại là nói đi. Thôi thôi. Trời đất ơi, hai anh mới là hai người không biết điều á. Đây là nhà của tôi mà. Hả? Muốn gây lộn hả? Làm ơn dắt nhau đi ra ngoài đường rồi mắt trước mà cây. Thôi, bữa nay tôi đi chuyện riêng của tôi. Dạ thưa cô Tám. Riêng phần cô Tám. Cô Tám nên suy nghĩ lại. Dạ thưa cô Tám đã bước qua nhà tôi một lần đi. Rồi cô Tám sẽ thấy tôi đối xử như cô Tám như thế nào. Còn nếu mà tôi mà không phải là con người đích không biết điều á, thì cô Tám cứ giả vô mặt tôi đi. Dạ thôi dạ, được rồi. Cô Tám cứ bước dạ. qua nhà tôi một lần nha rồi, cô Tám. Rồi rồi anh. Nóng quá mất hồn. Nè. Từ từ. Đừng có nóng. Nóng quá mất hồn. Cứ từ từ về nhà cái nhỏ nhẹ hỏi gái mình thì biết rõ trắng đen à. Hả? Yêu cầu trả cho tôi một món nợ. Nợ gì? Vinh dự. À, vinh dự hả? Hỏi tôi qua nhà ông tôi đòi nợ vinh dự liền.
xin phép cô Tám tôi về mai mốt gặp lại. Dạ. Wow! Bà bố giết chết ông nè. Tôi lấy lượng ma đã kêu má qua bệnh để giết cháu nội má con ơi. Hai kia. Tại sao cái chuyện đó chú con không nói? Bây giờ con nói ra như vậy còn cái gì nữa? Tía đã làm với chồng. Thôi coi nội. Con làm khổ tía quá. Tại sao cái chuyện của con hồi con đi lên Sài Gòn con có bị như vậy đó? Thì con cứ nói thẳng cho tía biết đi. Nha. Tại sao tía không, tại sao con không nói với tía? Rồi bây giờ tía làm bích lòng tụng lớp bên trong điện thoại. Tía ơi, tía đừng giận con mà tía. Tại hôm trước con về con sợ nếu mà tía biết được chuyện đó chắc tía giết con chết. Hùng dữ còn không nỡ ăn thịt con. Bất quá là tía giận, tía chửi lát giáp vài ba ngày là cũng thôi. Nhưng mà bây giờ rắc rối tùm lum hết. Rồi tía đuổi cô Tám. Tía gây với chú đã bắt năm con. Tía ơi, làm sao đây? Tía đừng có buồn, đừng có giận tía. Tía có buồn thì chuyện con lỡ dở vậy rồi. Bây giờ thì tía không buồn con, mà tía giận cho tía đây nè. Con biết không, vào phút này tía rất thương cô Tám và cháu Lượng vô cùng. Mong chi ba con họ gặp mặt một lần mà thôi, để che đây chút lãng nỗi buồn, để mà tả lỗi với họ đôi lời. Con tin rằng ma con anh Lượng sớm muộn gì sẽ qua đây. Con thấy tia buồn cho nên con mới nói như vậy, chứ không bao giờ có chuyện họ qua đây. Tía ơi, sao tía dám chắc như vậy? Chắc cho con. Con không nghe tía đuổi người ta như đuổi tà vậy. Tía có qua bữa rồi, tía thấy cái cử chỉ thái độ rồi, không xong đâu con ơi. Con nói tía nghe nè, nhưng mà cô Tám với anh Lượm khác. Dù có giận chính xe 10 vàng đi nữa, nhưng mà thế nào cũng nghĩ tới con và nghĩ tới đứa bé nữa chứ. Đó là hy vọng sau cùng, tía cũng mong như vậy. Cầu trời Phật cho họ bước qua đây. Nếu mà họ bước qua nhà tôi sẽ ăn chay 3 tháng. Nè nghe, anh nói là phải nhớ giữ lời nha. Kẻo ăn chay không được là có tội với trời Phật đó. Tôi nằm chim bao à? Dạ đâu có sự thật mà. Em đi. Trời ơi. Chị. Dạ. Các anh làm gì vậy? Má ơi, thay đổi rồi mà sao tự nhiên má? Không có đâu. Hả? Không có, mọi chuyện thay đổi hết rồi. Đây nè, mình tỉnh đi con. Dạ. Đi qua chào ông già vợ tiếng đi con. Tía vợ mày đó, đi qua chào đi, mày sợ gì dữ vậy? Qua đi. Dạ. Ừ, vô chào tía vợ nha con. Thưa bác, dạ. Đưa đi con. Dạ thưa. Đưa đi con. Đưa đi con. Tía. Dạ. Đưa con. Dạ. Dạ. Dắt vô trong nhà đi, chăm coi đi con. Vô trong nhà đi. Đi lẹ lẹ, nhớ nhớ quá rồi lẹ lên. Xui. Dạ anh Xui. Mời chị Xui ngồi. Dạ. Đó. Thôi bây giờ chị Xui. Chị Xui ơi. Dạ. Tôi mừng quá, tôi không biết nói gì hết. Dạ. Chị Xui. Nói anh Xui nghe nè. Dạ. À, hôm bữa hổm á. Dạ. Nói nào ngay tôi cũng có lỗi với anh. Dạ. Bị gì giận quá đi cho nên mới ăn nói vậy thôi. Dạ. Chứ còn đám cưới của tụi nhỏ mà. Dạ. Anh thấy không? Dạ. Mình ít xa đó thì cũng phải đãi cho đàng hoàng. Ít nhất cũng một chút năm. Bên tôi bên anh nhắm đúng 100 khách mời à, lớn đến thế là cùng. Tôi không ngờ có chuyện ngày xưa, tôi không ngờ có ngày hôm nay. Tôi thương con, tôi thương luôn con, ăn đang tôi thương làm thật to. Con tôi may mắn nên gặp được con cô. Dạ, anh biết không, tôi đã nói chơi là tôi chơi hết ra, mà anh đừng có lo. Trời ơi, thật là hên. Dạ. Lòng à, cô à, đúng là người nhận đúng là đâu có gì đâu anh, con cái trong nhà không mà. Phải thương chứ, dâu là phải thương chứ. Anh thấy
cháu nội đó. Quá trời ơi, tao nói qua thăm cháu mà lo nói chuyện quên à. Để vô thăm nó nha. Ô con ơi nội vô đọc con ơi. Trời ơi, vậy là xong một mối rồi. Còn cái gì nữa? Ủa, tía ơi, tía, chuyện của chị hai con em rồi mà sao tía buồn hoài vậy tía? Đang vui với cô Tám con, tự nhiên tía nhớ bác Năm con quá. So với cô Tám thì tía có lỗi với bác Năm con nhiều đó. Phải chi hôm đó mà tía dắt con qua nhà bác Năm làm tròn lời hứa thì tốt hơn. Tiếc là anh ấy anh có vợ rồi tía ơi. Sao con biết? Thì hôm bữa đó con qua nhà cô Tám con gặp ảnh ở bển đó. Không, mối đó không xong rồi. Tía, nói vậy là tới bây giờ anh ấy vẫn chưa có mối nào hả tía? Nó đang bị quở. Quên. Sao con mừng dữ vậy con? Dạ, dạ đâu có. Phải chi con trai con của bác Năm có mối nào thì đỡ cho tía biết mấy. Chi vậy tía? Thì để cho bác Năm con nguôi ngoai chuyện cũ mà bác Năm con với tía nối lại tình bạn như xưa. Tía ơi, ơi, vậy thì mình có cách nào mà qua nhà bác Năm không tía? Tía, tía ơi nói đi mà tía, có mà, có cách mà tía. Chứ phải chi bây giờ mà con đồng ý, con thương cái thằng đó, con của bác Năm, thì để cho tía và bác Năm con nối lại tình bạn xưa thì hay biết mấy. Tía ơi tía, không ý á tía, mai này nè, con với tía qua nhà bác Năm đại đi tía. Chứ vậy? Khỏi cần bác Năm chỗ ngày còn tháng vậy trơn á, bác Năm mà chịu là cưới liền tía. Khỏi con ngày có tháng à tía. Hà tía hả? Con dám hy sinh cho tía hả? Tía biết là sao không? Sao con? Con thấy tía buồn hoài à. Tía buồn chịu đâu có nổi. Tía buồn con buồn. Thôi mai này cưới đại đi tía. Bác Năm ừ là cưới liền, khỏi con ngày có tháng đó tía. Chứ không phải tại con muốn chồng hả? Cái tía thấy trong mắt của con, tía cũng để con để ý nữa phải không? Thôi được rồi, ngày mai một liều ba bảy cũng liều, tía sẽ dắt con qua. Dạ, cảm ơn. Hỏi qua, tôi qua tới rồi. Dạ, con chào bác Năm. Chào con. Dạ. Người hành tinh khác hả? Kẻ thù không đậu trời chung của ông đây. Trời đất ơi. Dạ thưa anh Năm. Hỏi thưa. Tôi qua đây không phải là để cho ông thưa. Tôi qua đây để tôi đòi nợ. Và nợ gì? Nợ danh dự. Danh dự? Ông còn nhớ ông đã chửi thằng con trai của tôi như thế nào ông nhớ chứ? Làm sao dám quên. Rồi bây giờ ông tính như thế nào? Anh Năm, Tôi bảo khó nói lắm sao ngập ngừng dạ, vậy? Dạ thưa, khó nói thật. Nhưng bây giờ tôi nói thật. Sao? Tôi xin quỳ xuống đây tôi tạ tội với anh. Đứng lên. Biết lỗi thiệt phải không? Dạ. Coi như chuyện này tôi bỏ qua. Dạ. Dạ. Mời. Chưa tới giai đoạn nào. Dạ. Còn nữa. Dạ còn chuyện gì? Còn một món nợ. Nợ gì? Nè, anh đừng ngây thơ như thế mà làm cho tôi nổi máu. Tôi đây sẽ điên khùng thầy nguyên. Anh đừng có đóng chuyện gì cho tôi. Biết gì đâu. Anh không biết hay không muốn biết? Tôi không biết thì nói không biết. Chuyện kia là chuyện gì? Tại sao? Vậy thì lắng tai nghe cho rõ ràng. Đó là nợ vàng, trả không thì nói. Anh Năm ơi, xin anh hãy nghe lời. Buông ra, nói đi. Đôi bông ấy giờ đây ở đâu? Nằm trên đôi tay con gái tôi rồi. Hả? Tưởng nó đã có chồng. Nỡ nào anh lọt xuống hay sao? Làm như vậy tội lắm người ơi. Anh có cách nào để nó nằm trên lỗ tai con gái của tôi? Trời bông ai là người đó leo lên đôi tay con gái? Thằng con trai của anh nó đeo lên lỗ tai con gái của tôi. Trời đất ơi, anh hãy nhìn xem sao chính nó đeo lên lỗ
vậy? Dạ, hỏi nó đi. Ông đứng đó. Cháu. Dạ. Có phải đôi bông đó là thằng con trai của bác có đeo lên đôi tai con gái cháu? Dạ, dạ phải. Phải? Dạ. Nếu đúng là thằng con trai tôi thì được rồi, tôi sẽ nhường quyền quyết định lại cho nó. Dạ. Nó muốn để yên thì tôi để, tôi muốn, nó muốn lột xuống thì tôi lột. Nhưng mà bây giờ nó đâu? Dạ tôi tía, con đừng muốn để yên. Ủa sao mày ở đâu mày lú đây vậy? Dạ con đi theo tía nãy giờ. Sao mày biết chuyện gì mày để yên? Dạ tại vì tía biểu con để yên, con để yên. Sao nó có như vậy chứ nó? Anh ơi, anh có nhớ mày uống kẹ? Nhớ chứ. Tôi có để xì rượu ở đó. Làm gì? Anh và anh ra với tôi uống xì rượu rồi đó. Ở đây anh sẽ chậm hiểu quá. Hiểu chưa? Rất chặt tình anh em nha. Ngày ráng nha con. Anh được. Em có nghe, em có nghe người lớn người ta nói gì không? Dạ nghe. Ra duyên làm, ra duyên làm thật to. Đi rước dâu có năm bảy chiếc đò. Bà con trong làng ai cũng đòi ra xe. Nhầm xin sơ sơ thì cũng năm bảy chục. Xếp một hàng từ đây xếp dài ra mé sông. Trời được rồi, tốt rồi đó luôn. Anh Đường ơi, anh nói làm ta nôn dễ sợ luôn vậy đó. Anh cũng nôn nữa. Én à. Dạ. À, chiều nay nè, anh sẽ nói với tía đó, xin phép với hai tía của mình luôn. Dạ. Anh dắt em đi chợ Tết. Đi chợ Tết? Ừ. Thiệt không? Thiệt mà. Anh muốn gì? Anh sẽ xăm cho em chiếc áo tím hoa ca. Ai nói anh quê anh chịu à? Không biết tự nhiên sao anh thích màu áo tím hoa ca. Trời ơi, chưa nắng chang chang ha, các em diễn viên bộ đồ màu tím, trời ơi, em đi ở ngoài đường người ta nhìn hả lé con mắt luôn á. Bà con trong làng ai cũng ra xem và ai ai cũng hết lời chúc tụng. Họ khen rằng mình xưng lứa vừa đôi, anh với em đứng nghe thẹn cúi đầu. Trời ơi, anh Đường ơi, hả? Em nói nghe nè, sau này á em về làm vợ của anh với Vĩnh Long á, đừng thấy em hiền mà hiếp em nha. Trời ơi, cái mặt dễ thương làm toàn hiếp được. Anh đây xin hứa thương em và chiều em luôn, không bao giờ dòng phụ tình em cao vời. Vừa nghe anh tốt hơn bao lời, lòng em vui sướng thay. Mày hay đưa một nhà chung vui, một lời đã hứa thì trọn đời gìn giữ. Anh đây quyết không đổi dạ thay lòng, cố gắng làm tròn bổn phận, dẫu thao dở hiền với tia với anh. Đôi với anh em hứa lòng hứa dạ, còn đôi với tia thì em kính trọng thương yêu. Nghe quá, tạo quá con. Từ từ con. Dạ. Về nhà rồi đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng. Dạ. Nhớ nha con. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn hai tía. Dạ. 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 Không có được đâu nha. Dạ. Hai anh vậy sao được à? Tự nhiên mà tính chịu gì không cho em hay vậy? Chi vậy? Đặng tôi biết mà. Là nó cưới cho hai đứa nhỏ phải không? Ừ. Thì phải cho em hay để em luôn tiện làm đám cưới cho con em. Hả? Gì vậy? Ủa? Sao? Tía ơi. Gì vậy tía? Không. Tía đổi liền đi em ơi. Tía ơi. Tía ơi. Con từ chối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra duyên anh cưới em.